Lý thì anh không có gì sai hết, nhưng mà xét về tình thì anh có lo lắng việc cái việc mà anh mua chọn mua lại các bài hát đã vốn đóng đinh tên tuổi của những ca sĩ khác và trở thành thanh xuân của rất là nhiều khán giả, thì cái việc làm đó sẽ có khiến anh bị một bộ phận công chúng khó chịu, anh có lo lắng điều đấy hay không? Cái câu hỏi thứ hai đó là em thấy trên Facebook, trên mạng xã hội thì anh là một người rất là quan tâm đến cái việc cách hành xử của nghệ sĩ. Thì gần đây có một số nghệ sĩ đang rục rịch trở lại sau scandal và bị công chúng phản đối. Thì anh có nghĩ là showbiz chúng ta đang quá dễ dãi với việc đón nhận sản phẩm của các nghệ sĩ gặp phải ồn ào đời tư và đạo đức hay chưa? Và theo anh, Việt Nam có nên đặt ra quy định phong sát như Hàn Quốc hay là Trung Quốc đã làm hay không? Đó là hai câu hỏi của em. Cảm ơn Tiến Vũ. Cường thì Cường vẫn họp báo nhiều, dường như là đây là một họp báo mà quá nhiều câu hỏi khó đấy nhỉ, quá nhiều câu hỏi khó. Đầu tiên là câu hỏi, dạ, câu hỏi của Tiến Vũ dành cho Natalie, những ca khúc đã trở thành thanh xuân của rất là nhiều người, thì Natalie nghĩ sao khi Natalie mua lại những ca khúc đó và bạn cũng không có, chưa sử dụng tới, bạn cảm nhận thế nào? Cảm ơn câu hỏi của em. Khi mà nói về tình thì anh nghĩ là có nhiều người sử dụng chữ tình một cách rất là hời hợt. Nói về tình, nói không ấy, thì nó dễ quá. Nhưng mà nói về tình, nói về tình cảm, về tình yêu ấy, thì cái sự thể hiện bằng hành động nó phải hơn là cái mà mình nói. Thật ra anh là người xử lý mọi thứ về chữ tình rất nhiều đấy chứ. Anh tình hơn họ nhiều. Từ trong cách hát, đến cách sống, đến cách trả tiền cho nhạc sĩ. Mặc dù anh không sử dụng ca khúc của họ, hoặc là chưa sử dụng. Nên nếu mà những ca khúc đó từng là thanh xuân của ai đó thì anh chúc mừng cho họ. Còn những ca khúc mà nếu anh có sử dụng lại thì nó sẽ là thanh xuân của những thế hệ mới, thế hệ khác. Nhưng mà anh biết một điều đó là anh trả tiền song phẳng. Anh không chỉ nói mồm tình cảm. Không, nói mồm nó dễ lắm. Yêu mà yêu bằng mồm thì nó dễ lắm. Nhưng mà xử lý như thế nào mà thật sự là thuận tình thuận lý. Và cái quan trọng là những cái người nghệ sĩ, nhạc sĩ khi mà họ lựa chọn anh để gọi là bán lại bài đó cho anh ấy, thì họ biết anh là ai và anh sẽ đối xử như thế nào với những cái ca khúc mang danh mang nghĩa tình từ quá lâu. Nhưng anh nghĩ cá nhân anh thì anh chưa sử dụng ca khúc đó, nên là cái người mà đến giờ phút này mà mất tiền mà chưa khai thác được gì thì đó là anh, bởi vì anh không đi hát, anh không sử dụng ca khúc đó kiếm tiền mà anh chưa sử dụng. Nên anh nghĩ là nếu mà để một lần nữa nhắc về chữ tình thì anh nghĩ là mình là người rất là hợp tình hợp lý và để mà làm hài lòng tất cả mọi người rất là khó, nhưng mà những cái người mà họ hiểu chuyện và những người có tư duy và những bạn trẻ mà họ đang đón nhận, chẳng hạn như vừa rồi anh có ra mắt ca khúc Từ Thương Quay Về và có sự đón nhận rất là tốt từ phía công chúng, thì đó là một cái điều anh nghĩ là hay thôi. Mà nói lại thật ra những ca khúc đó có rất nhiều người họ quên rồi, thật sự là như thế. Có thể là đợt vừa rồi họ được nhắc nhiều hơn khi mà tên của họ dính đến tên của anh trong những drama, đúng không? Mà nghĩ lại đi, có rất nhiều những nhân vật mà họ đã bị lãng quên từ rất lâu rồi, sống trong cái hào quang mà trong quá khứ nó quá lâu rồi và cứ mãi khai thác một ca khúc mà trả 500 ngàn đồng ấy. Nhưng trong bài Tuy Nhiên có nói một chai còn 500k, tức là mặc cả 1 triệu đồng xuống còn 500 ngàn đồng cho một người nghệ sĩ, một người nhạc sĩ mà mang cái danh tình đấy, không phải là tình cơ. Nên là những người hiểu chuyện, người thông minh thì họ sẽ hiểu, còn ai không muốn hiểu thì đấy là chuyện của họ. Cá nhân anh cảm thấy mình hợp tình hợp lý. Dạ vâng ạ. Chúng ta dành cho nhau một tràng vỗ tay được không ạ? Câu hỏi thứ hai, Câu hỏi thứ hai đó là Natalie nghĩ như thế nào về tình cảm? Phong sát đó hả?
Anh thấy là ở Việt Nam nó càng scandal thì càng hot và mình quên rất là nhanh. Một scandal bây giờ là 5 ngày. Cho scandal drama mà lâu nhất là năm ngoái là nguyên cả năm trời đến bây giờ luôn đấy, chắc là drama dài nhất trong lịch sử là nhạc Việt. Còn thường thường bây giờ drama là 5 ngày đúng không ạ? Và cái gì nó cũng qua rất là nhanh. Nhưng mà cái này Linh nghĩ cái này cũng nói qua cũng phải nói lại, Linh nghĩ là mọi người cũng thích hit drama mà. Nên là cái chuyện mà cổ suý cho nghệ sĩ hay không thì nó hình như nó đang nằm ở khán giả. Nên cái này có thể là do khán giả họ quyết định hết. Nhiều rồi. Mà drama bây giờ qua nhanh lắm, càng drama càng hot. Cứ drama này chồng lên drama khác đúng không ạ? Giống như là những cái lớp sóng vậy. Và chúng ta từ nãy giờ đang nói câu chuyện là lý và tình. Nhưng mà Cường thì Cường nghĩ rằng là trước khi nghĩ tới cái tình thì chúng ta phải làm đúng trước đã. Bây giờ thì sẽ có câu hỏi gì dành cho Tân Ly nữa không ạ? Xin mời các chị.